Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ có những cái bộ dàn rất là VIP để gửi đến anh em nhá. Có một cái mã Kenwood K521 hàng full box luôn. Anh em nhìn hàng về full thùng anh em nhá. Và một con gọi là hết cả số của Onkyo, chính là Onkyo N9NX anh em ạ. Một trong những số những cái mã gọi là siêu VIP, cực kỳ hiếm trên thị trường anh em nhá. Trên thị trường thì gần như là cái mã này gần như là rất hiếm có luôn anh em ạ. Rất hiếm có luôn ở thị trường Việt Nam. Và một hai bộ dàn mình sẽ thanh lý cho anh em giá cực tốt ở phía sau, mã số 3 và mã số 4. Được rồi, trước khi quay về những cái đống đồ nhỏ trước thì anh em lưu ý một chút được, số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại của em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của ngày hôm nay có thể alo cho mình hoặc em Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Thì hôm nay thì bắt đầu vào đầu video thì sẽ lên những cái món đồ da trước anh em nhé. Thì đầu tiên thì sẽ có một con túi da. Và xin lỗi với anh em, tự nhiên lần ở trong nhà ra được con túi này. Thì mình cũng không biết nó tồn trong nhà từ bao giờ rồi. Thì xin lỗi với anh em, con này là cam kết da thật 100% anh em nhé. Cam kết da thật 100%. Đây, anh em nhìn. Con này thì vừa có thể làm ví cầm tay được. Anh em có thể để vừa tất cả các loại điện thoại trong con này luôn. Từ iPhone 17 Pro Max đến iPhone gọi là 7 Plus để vừa tất anh em nhé. Samsung Z Fold thôi anh em để vừa tất. Đấy, nó sẽ có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn và chỉ có 4 ngăn thôi. Phía sau nó sẽ có cái quai đeo anh em nhá. Sơn đứng gần ở đây anh nhờ tí. Đây, anh em nhìn nhá. Quai đeo này, khi đeo vào thắt lưng thì nó sẽ như thế này anh em nhá. Để điện thoại đúng không? Luồn con đĩa qua đây, luồn cái thắt lưng qua đây. Đó ok. Thì hiện tại con này thì xin phép anh em mình thanh lý cho anh em, con này là hàng cam kết da thật chuẩn xịn, giá chỉ có 200 ngàn anh em nhá. 200 ngàn cho một túi da chuẩn xịn luôn. Ok chưa? Con này cầm tay hoặc đeo hông anh em nhé. Tiếp đến đây thì sẽ là một con túi da size lớn anh em nhé. Con này thì size khá là lớn rồi. Con này thì thậm chí anh em thể để đi học, đi làm đều vừa. Để được vừa cả iPad anh em nhé. Để những con iPad to cũng vừa trong con này luôn. Và cam kết 100% da thật tất anh em nhé. Đây là da bò xịn 100%. Anh em nào đến đây và sờ trực tiếp vào chất da thì sẽ thấy cái độ gọi là cao cấp của con này. Rất xịn luôn anh em ạ. Này, chất da anh em nhìn nhé. Đấy. Quai sách này, có quai sách này, dây đeo này, dây đeo dây dù gọi là nguyên miếng em nhé. Dây dù gọi là dây dù dù bóng cao cấp này. Đây cái miếng thẻ da để anh em test ra đây. Anh em nhìn. Đấy. Hàng này xin thưa với anh em, hàng từ bên Nhật về và hàng nó từ nhà máy nó ra anh em nhé. Thế nên là thành ra là con này chưa vào store, nếu nó vào store nó sẽ rơi vào khoảng tầm trên 4 củ cho con túi này. Đây nó có cái logo dập ở đây này. Anh em thấy nếu mà nó vào store sẽ có một cái logo của hãng dập ở đây. Hoặc là dập ở đây mình không nhớ lắm, mình không nhớ cái hàng mẫu như thế nào. Nhưng nói chung là nó thiếu cái logo nên là nó sẽ rất là rẻ. Đấy. Con này sẽ bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. 4 ngăn. Và một ngăn phía sau là 5 ngăn tất cả. Tất cả nó làm cực kỳ đẹp anh em ạ. Tất cả làm cực kỳ đẹp. Đây, chống nước toàn bộ. Form túi làm cực kỳ đứng túi anh em nhá. Con này đi học đi làm đi chơi đều rất ok. Kích thước. Để Sơn nó kích thước cho anh em. Con này chiều ngang thì sẽ là 24 phân anh em nhé. Đấy. Chiều cao sẽ là khoảng tầm 30 phân, 29 phân. Đấy. Khá là lớn anh em để vừa tất cả các loại iPad luôn anh em ạ. Đấy. Bây giờ trước khi mà lên form thì mình sẽ xin phép báo giá con túi này cho anh em. Con túi này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá siêu tốt luôn, chỉ có 920 ngàn anh em nhé. 920 ngàn. Lần này mình về được mấy chiếc nhỉ? 3 chiếc anh em nhé. 3 chiếc túi như này. 920 nghìn. Ok. Em Sơn khoác hộ anh em xem là cái phòng túi này nó có ok không. Sơn nay thời trang xuân hè rồi anh em ạ. Thời trang xuân hè rồi anh em đấy. Con túi khá là lớn anh em nhé. Đây sẽ để ngang này này. Thì nó sẽ lên phong ngang như thế này. Ok chưa? iPad nó để vừa hết anh em nhé. Đi học đi làm đi chơi. Nếu mà đi làm hoặc đi chơi xa thì con này sẽ để được khoảng tầm 3 bộ quần áo. Còn nếu mà đi đòi nợ thuê thì anh em phải chứa được khoảng tầm 10 tỷ trong con này. Anh em nhớ. Cực kỳ khét luôn. Rồi. Cảm ơn anh em Sơn. Con túi 920 ngàn. Tiếp đến đây thì sẽ là hôm nay lên cho anh em 3 cặp dây loa anh em ạ. Đều là những cặp dây cực kỳ xịn anh em nhé. Cặp dây VIP luôn đấy. Rồi. Đầu tiên thì sẽ là một cặp này sợi to như tổ bố thằng ăn mày anh em nhé. Sợi to như tổ bố thằng ăn mày luôn. Đi kèm một cái bộ dàn khá là ngon anh em ạ. Đi kèm một bộ dàn VIP anh em nhé. Ở bên Nhật về. Con này như mình nhớ không nhầm mà đi kèm con Denon 7.5L ngày xưa thì phải. Anh em nhé. Mỗi vế của nó sẽ là dài 1.3m trên một vế. Dây cực kỳ to. Đồng là đồng, gọi là đồng nguyên chất luôn anh em nhé. Đây này, con này thì mình lần ở trong kho ra nên thành ra là để trong nó bị đồng oxy hóa. Nhưng mà vẫn chất đồng vẫn cực kỳ ngon, anh em nhìn này, vẫn cực kỳ tơi. Và sợi đồng cực nhiều anh em nhé.
dây thì siêu trơn rồi, đúng không? Anh em nào mà nghe gọi là thích âm bát nhiều thì lấy cặp dây này về thì khá là ngon, tại vì đồng nó nhiều anh em ạ. Đồng nhiều. 1,3 mét một vế, và cặp này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá chỉ có 280.000 thôi anh em nhá. 280.000 cho cặp này, ok chưa? Tiếp đến một cặp VIP hơn thì con này. Con này thì nó đi cùng một cái bộ loa gọi là HR5 của màng gỗ anh em nhá. HR5 ngày xưa giá nó khá là cao cấp, hai mấy triệu cơ. Thì cặp dây này đây, anh em nhìn này. Tất cả các ở bên Nhật nó hãng nó ra nó đã được chấm đầu thiếc chỉ ở ngay các cái đầu dây hết rồi. Và dây cực kỳ xịn luôn anh em nhá. Mỗi vế con này thì sẽ là 1,4 mét một vế. Đấy, 1,4 mét một vế. Anh em nào chơi cặp này thì khá là ngon. Ok rồi, đúng không? Cặp này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em giá chỉ có 300.000 thôi anh em nhá. 300.000 cho cặp 1,4 này. Ok chưa anh em? Đấy. Và cặp cuối cùng ở đây. Cặp cuối cùng này thì sẽ là cặp 2 mét một vế anh em nhá. Và cái dây này thì cũng là dây cao cấp anh em nhìn này, đồng này, anh em nhìn xuyên thấu qua nhá. Đồng nó cực kỳ ngon luôn. Đây, các cái sợi đồng cực kỳ tuyển luôn. Anh em nào mà chơi âm thanh thì sẽ thấy là khi anh em đang dùng cái loại gọi là như kiểu anh em mang dây điện ra để làm dây loa thì khi anh em lắp những cái dây loa xịn này vào sẽ thấy sự khác biệt toàn bộ luôn anh em nhá. Và cái cặp dài mỗi vế 2 mét này mình xin phép để cho anh em giá là 350 anh em nhá. 350 cho cặp này. Ok chưa? Mỗi vế là 2 mét. Và cam kết 100% là dây chuẩn Nhật xịn tất anh em nhá. Chuẩn Nhật xịn tất. Ok chưa? Hôm nay mình chỉ có 3 cặp dây loa thôi. Tiếp đến đây thì sẽ là tai nghe. Thì xin thưa với anh em, tai nghe dòng Think Plus tức là của hãng Lenovo đúng không? Còn duy nhất một chiếc anh em ạ, còn duy nhất một chiếc cho cái mã này. Cái mã này thì xin thưa với anh em nghe cực kỳ hay anh em nhé. Mình chưa thấy một con tai nào trong tầm tiền mà nghe hay bằng con này, đúng không Sơn? Em Sơn là thẩm âm rồi đúng không? Chưa thấy một con loa nào trong tầm tiền, à con tai nghe nào trong tầm tiền mà nghe như con này. Bát căng, lời sáng, mít dày. Con này phải nói đeo vào như bộ dàn cao cấp mà nó lại sử dụng chân sạc tai si đời cao cấp nhất anh em nhé. Đời mới nhất bây giờ. Có nút tắt mic này, riêng biệt luôn. Các cái phím điều chỉnh âm lượng bật nguồn đây. Ok chưa? Củ Hausen đây này. Toàn bộ là bằng nhôm anh em nhé. Nhôm đặc nguyên khối luôn. Củ cực kỳ trâu bò, cái phần hậu rất là sâu anh em nhé. Thành ra là con này nó sẽ cho âm bát rất là đầm luôn. Đấy, kể cả cái núm cao su sờ cũng thấy sự cao cấp. Con này thì như hãng nó đang để khoảng tầm gần củ phải. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình về là hàng trần thế này, không có hộp anh em nhé. Mới tinh, hàng trần không có hộp. Thì mình xin phép vẫn để cho anh em giá cực kỳ ổn định ở con tai này là chỉ có 380.000 con tai thôi. Ok chưa anh em? Còn một chiếc duy nhất 380.000. Anh em nào muốn bao ship thì thêm 20.000 nữa là 400.000 anh em nhé. Bao ship cho anh em. Còn anh em nào thích pin trâu, chất âm ok, nghe tạp nham được thì con này xin đưa với anh em. Nó chính là con LVZ anh em nhé. Con XZS à? Con này nó đây, con LVZ anh em nhé. Con này nó lạc đàn, nó con XZ đây này. Đây. LVZ và XZS. Nói chung hai con này thì nó như kiểu là hàng xuất châu Âu. Chất lượng thì mình đánh giá là hai con nó cùng theo kiểu OEM từ một nhà máy thôi, sẽ như nhau anh em nhé. Chỉ có khác mỗi cái là nó khác tên thôi. Chất âm thì bao là nghe tất cả những dòng nhạc đều ok. Ok chưa anh em? Pin con này thì cực kỳ trâu anh em ạ. Pin con này thì em Sơn em test rồi. Pin nghe liên tục anh em nhé. Bật liên tục không tắt trong 2 ngày mới hết pin. Tức là khoảng tầm 48 tiếng. Ok chưa anh em? 48 tiếng nghe liên tục. Anh em mình sạc chỉ cần một lần thôi, anh em mình sẽ dùng được khoảng tầm vài tuần mới hết. Đúng không Sơn? Một ngày nghe khoảng tầm 2 tiếng thôi thì gọi là mất khoảng tầm 2 tuần anh em mới nghe hết pin được anh em nhé. Mà con này cầm đi, ví dụ anh em cầm đi những cái chuyến đi chơi dài ngày ấy, em chỉ cần sạc một lần thôi, không phải quan tâm đến sạc ở đâu nữa, cứ thế dùng thôi. Đây, của Hausen đây, anh em nhìn, tại vì con này sản xuất ra nó là dòng thể thao nên là nó sẽ có cái nam châm hút từ tính này, anh em nhìn này, hút dính nhá. Các cái móc này để ghẹm vào tai để khi anh em vận động thể thao mạnh nó không bị rơi. Cái núm cao su thì giống y của thằng Sony luôn anh em nhá. Và chất âm thì mình đánh giá con này la lá dòng Sony anh em nhá, khá là ok. Nghe tạp nham đủ thể loại được, mà quan trọng nhất là cái con này thì nó lợi thế của nó pin trâu, siêu bền luôn. Giá hiện tại cho con này thì mình vẫn để cho anh em giá là 350 một chiếc anh em nhá. 350 cho một chiếc LVZ, ok chưa? Rồi. Thì đây, tạm biệt cái đống tai nghe. Đến bộ dàn full box nguyên thùng thì xin thưa với anh em, con K521 này. Hàng về nguyên thùng mà lâu lắm rồi mới về được một con nguyên thùng anh em nhá. Đây. Hàng nguyên thùng anh em nhìn nhá. Ui giời, chết bỏ mẹ rồi, hết pin rồi. Hết pin rồi. Xin lỗi anh em nhé. Con gậy quay nó hết pin rồi. Sơn hôm qua nó quên nó gắm sạc cho anh em rồi. Rồi. Thì đây là một con mới nguyên thùng thuộc K series. Mà như anh em nhìn thấy nhá, mình vẫn hay quảng cáo là Kenwood series K. Thì anh em nhìn đây. Đây này. Cái thùng của nó thể hiện ngay nhá. Đây. K series. Anh em nhìn thấy không? Hệ thống acoustic sound system nhá. Đấy. Âm nhạc nghe acoustic. Hai way, hai loa này. USB này.
kết nối iPod này, full các cổng kết nối này, full cổng gọi là giải mã tín hiệu số cho âm ly. Ôi chưa, nguyên thùng luôn anh em nhá, Kenwood. Đấy, nguyên thùng như thế này. Đấy, hàng về nguyên thùng và chi tiết về bộ dàn sẽ như sau. Anh em đây sẽ thấy bộ dàn, nó sẽ bao gồm bộ dàn đầu tiên này, sách hướng dẫn này anh em nhá, sách hướng dẫn này dành cho những anh em yêu khoa học này, và tiếp đến là khiển zin đi kèm anh em nhá, khiển zin đi kèm máy. Thì con này đẹp rồi anh em nhá, về hình thức thì không phải bàn rồi đúng không, hình thức con này thì đẹp xuất sắc luôn, con này thì gần như là đẹp như mới rồi, không phải bàn về hình thức nữa. Thì bây giờ chỉ bàn đến gọi là cấu hình máy thôi đúng không. Thì mình xin giới thiệu chi tiết về con này như sau. Con này là một trong số những mã Kenwood Serica đời cao cấp. Chờ mình chút nhé, mình nắp cái gậy quay khác vào cho nó quay cho dễ. Ok nha, xin lỗi anh em nhé, video nó hơi ngắt quãng một chút tại vì mình phải đi kiếm cái đồ để mình kẹp cái máy quay đã. Rồi thì chi tiết về bộ dàn này sẽ như sau anh em nhìn nhá. Tất cả bộ dàn sẽ là màu đen xì, người ta gọi bộ dàn này gọi là con báo đen anh em nhá. Mặt của Kenwood K521 thì nó làm rất là cao cấp, toàn bộ mặt là mặt gương tất anh em nhá. Anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ mặt này sẽ là mặt gương tất, không có bất kỳ một phím nào trên mặt trước. Ok chưa? Màn hình thì cực kỳ sáng đẹp và con này sẽ có cái đèn hắt xanh ở cái núm volume anh em nhá. Nhìn khá là đẹp đúng không? Và với những thiết kế gọi là theo mới, thế hệ mới bây giờ ấy, tức là theo gu thiết kế mới bây giờ, thì tất cả toàn bộ phím nó được chuyển toàn bộ lên bên trên anh em nhìn này. Toàn bộ phím được chuyển hết lên mặt bên trên anh em nhá. Thì con này sẽ có cái phím nút nguồn này là phím cứng này, nút ra đĩa là phím cứng này, còn toàn lại toàn bộ đây. Còn lại sẽ là phím cảm ứng tất anh em nhá. Nào, em nhìn cảm ứng tất, cảm ứng toàn bộ luôn. Ok chưa anh em? Đấy. Chuyển cổng này. Đấy, ok chưa? Và chức năng con này này, con này sẽ bao gồm nhá. Bên trên này anh em bật cái này ra thì bên dưới này nó sẽ có một cái dock iPod để phục vụ anh em kết nối iPod vào anh em nhá. Các iPod hoặc iPhone 4S. Trở về trước, ok chưa? Tiếp đến là cái cổng USB để phục vụ anh em kết nối bộ nhớ USB vào để nghe trực tiếp luôn. Đấy. Và cái phím cảm ứng này thì nó khá là nhạy, mình vừa quẹt tay vào phát nó chạy luôn anh em nhá. Đấy. CD con này thì chạy mắt Sanyo anh em nhá, chạy mắt Sanyo. Đấy, dòng mắt Sanyo này thì không phải Sanyo 101 mà dòng mắt Sanyo sản xuất riêng cho thằng Kenwood. Ôi trời nha. Riêng cho dòng Kenwood Serica, thằng Sanyo nó gọi là nó gì nhỉ? Nó ưu ái cho cái dòng này và nó sản xuất riêng một cái mã mắt cho cái dòng này luôn. Riêng cái mắt dòng này thì độ chi tiết cực kỳ cao anh em nhá, chất tiếng ra rất là sáng tiếng. Cục dàn này thì sẽ có thể giải mã 24 bit chuẩn theo chuẩn PCM 1805 anh em nhé. Một trong số những cái chuẩn giải mã cao cấp chỉ xuất hiện trên những cái bộ dàn cao cấp thôi. Và Kenwood Serica thì cũng là cao cấp rồi anh em nhé. Đấy, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX thì tất nhiên là chức năng nó phải có rồi. Thì riêng dòng Kenwood này thì Kenwood thì FM sẽ chỉ đến 90 thôi, còn AM sẽ full tất cả các giải anh em nhé. Thùng loa thì sao? Thùng loa anh em nhìn nhé, tất cả các cam. Những cái hàng đấu giá này thì căng nó cũng đẹp anh em ạ, căng đẹp, thùng loa đẹp, đẹp góc cạnh luôn. Các cái thùng loa này thì hầu như những cái con đời mới bây giờ đều được thiết kế theo cái form gọi là vuông thành sắc cạnh, đúng theo tiêu chuẩn châu Âu em nhé. Tại vì thường sao châu Âu thiết kế rất hay ở chỗ là khi mà gọi là đỉnh cao nhất của sự thiết kế đấy là chính là về cái sự gọi là tối giản hết sức. Mà khi mà cái sự tối giản nó đạt đến đỉnh cao rồi thì gần như là sử dụng mãi mãi không bao giờ lỗi mốt được anh em nhé. Thế tại sao đồ châu Âu nó rất lâu lỗi mốt là như thế? Đồ châu Á cứ vẽ hoa hòe hoa sói ra nó hay lỗi mốt anh em ạ. Đấy. Thì đây là cái ngôn ngữ thiết kế mà thiết kế châu Âu rồi anh em nhé. Cấu hình loa sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 13cm, dòng gân cao su béo, màng sẽ là màng carbon. Núm này sẽ là núm Ngọc Trinh anh em nhìn này. Núm này là núm ấn vào phát nó bật ra luôn anh em nhé. Dòng núm Ngọc Trinh. Đấy. Củ từ bên trong là siêu to khổng lồ luôn. Bên trên này sẽ được trang bị con chép đôm dòng đôm 8 vít cao cấp của thằng Kenwood anh em nhé. Đến kể cả những con loa đời mới, gọi là mới ra những cái năm 2023 trở lại đây cũng đang được trang bị con chép đôm này. Và chất âm của những cái dòng đôm này thì nó phần lời rất là ok anh em nhé. Anh em nhìn hai chiếc loa này rất là đẹp anh em nhé, đẹp xuất sắc luôn đúng không. Bây giờ sẽ quay về phía sau bộ dàn có gì. Đây, phía sau anh em nhìn này, tổng thể bộ dàn đẹp không đúng không. Công suất của loa con này sẽ là 40W và trở kháng là 4 ohm anh em nhé. Với những cặp loa trở kháng 4 ohm anh em biết rồi, biên độ dao động màng loa rất là lớn. Và với những cặp loa công suất 40W mà trở kháng 4 ohm thì nó đánh như loa 100W trở kháng 8 ohm anh em nhé. Kiểu vậy, đánh rất là căng đúng không? Thủ thời phía sau này. Đấy. Con này sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm 30m2 anh em nhé. Cục dàn đây. Công suất của cục dàn sẽ là 35W, điện nguyên mã là 100V. Ok chưa? Đấy, kẹp anten FM cũng nghe đài. Optical in phục vụ giải mã 24 bit và có cả cổng Coaxial của D-Audio luôn anh em nhé.
các cái đường AUX layout đầy đủ này. Đấy, và tiếp đến là đường súp điện out để phục vụ anh em kết nối súp điện vào, đúng không? Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhé, toàn bộ cọc bắp chuối tất. Và đây là dây nguồn anh em nhìn này, dây nguồn cực to như dây nổi cơm điện luôn. Đấy, thì đây là cơ bản về bộ dàn Kenwood K521 anh em nhé. Về cái bộ này thì bình thường mà mã này thì sẽ rơi vào khoảng tầm 4 triệu rưỡi cho những con đẹp rồi. Còn con này thì hàng full thùng anh em nhé, dành cho những anh em gọi là cực kỳ gọi là kén chọn và tỉ mỉ. Tại vì nguyên sách vở này, nguyên cả khiển zin này, đấy, chỉnh anh em nhìn nhá, khiển này, chỉnh bát chép, bát, mít, chép, ok chưa, chỉnh ba giải luôn, đây trên con này, đấy, ngoài ra thì anh em có thể chỉnh đê bát các kiểu này, đấy, ok chưa, con khiển zin này khá là hay anh em nhá, đấy, hiện tại con này bình thường là 4 triệu rưỡi, nhưng mà con này về full đồ, full thùng, mình xin phép để cho anh em con này là 5 củ tròn anh em nhá, 5 củ tròn cho Kenwood K521 hàng full thùng, ok chưa anh em, mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá, chất âm như thế nào. Dàn đánh cực kỳ hay anh em nhé. Chất âm thì nói chung là Kenwood K521 nó là thuộc series K rồi, cao cấp rồi anh em ạ. Cái này hiện tại bây giờ mã này mình đang để cho anh em với giá bao nhiêu? 5 củ cho anh em nhé. Tiếp đến cái mã dàn số 02 đây, anh em sẽ nhìn thấy đây là một cái con, anh em nhìn này, đẳng cấp không? Đẹp không? Nó sáng cả một góc nhà luôn anh em ạ. Đấy, từ loa này, đúng không? Đến cục này. Ui trời ơi, đẹp. Đẳng cấp luôn anh em nhé. Nét thật nhờ. Ôi không cần. Còn lâu mới được. Ok, một cái mã này cực kỳ đẹp luôn. Hàng gọi là hàng hiếm trên thị trường luôn. Thôi em ấy đi. Không được, quay đấy được nhờ. Ok chưa anh em? Và hiện tại bây giờ nhá, cái mã này thì xin lỗi với anh em, hàng cực kỳ hiếm trên thị trường Việt Nam thì gần như không có mã này luôn. Con này chính là con Onkyo N9NX anh em nhá, một trong số những mã hết gà hết số đầu 9 của thằng Onkyo rồi anh em nhá. Mã chùm gọi là chùm cuối cùng của đầu 9 rồi. Đấy. Thì chi tiết về bộ dàn như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ mặt gọi là mặt nhôm toàn bộ rất là đẹp anh em nhá. Con này đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Chơi MD cực kỳ ngon, đọc ghi tốt anh em nhá. Tiếp đến là chơi CD sẽ chạy mắt Sanyo cực kỳ bền anh em ạ. Con này thì bền siêu trâu luôn. Đấy. Màn hình thì sáng đẹp. Đèn hát xanh ở volume và volume cũng tiện CNC cực kỳ đỉnh luôn nhá. Tích hợp trong con này sẽ là băng tần Wirat này và công nghệ Duolink 2 được tích hợp sẵn trong con này luôn. Đấy. Chơi nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB, quý chơi nghe. Nhạc trực tiếp bộ nhớ USB anh em phải cắm vào đây chơi trực tiếp luôn. Hỗ trợ một cổng line-in ở mặt trước. Khi anh em kết nối những thiết bị bên ngoài vào như điện thoại ấy, mà nguồn phát nó nhỏ anh em mình sẽ có cái cổng line-in mặt trước này, sẽ có mạch pre để nâng tiếng cho anh em nhé. Và cái điểm đáng chú ý nhất ở con này thì chính là về cái giải mã con này. Xin thưa với anh em, giải mã con này cực kỳ hay anh em ạ. Nó cho ra chất tiếng phải nói là thuộc cái dạng cửa trên luôn anh em nhé. Tất cả những cái bộ dàn mà đầu 7 trở về trước thì không có tuổi so với con này luôn. Đấy. Riêng về hệ thống công suất anh em nhé. Về công suất thì con này vẫn sử dụng đánh 4 con sò MOSFET. 4 con MOSFET. Và riêng cái dòng MOSFET của cái đầu 9 này thì nó sẽ sử dụng những cái con gọi là những cái con ở chợ ở phần trước ấy, chợ ở lời ở phần đệm đấy, phần đệm của phần công suất đấy. Nó rất là xịn anh em ạ. Thành ra là vào cái độ chi tiết của chất tiếng lên rất là cao anh em nhé.
Con này thì gần như không có điểm chê ở bất kỳ mọi điểm anh em ạ, bất kỳ mọi điểm đấy. Kết nối điện thoại, máy tính, tivi thoải mái. À, có một cái điểm duy nhất ở con này chính là FM nó chỉ đến 90 thôi, còn AM sẽ là full giải anh em nhá. Kết nối điện thoại, máy tính, tivi thoải mái luôn, đúng không? Về cấu hình loa thì như anh em nhìn thấy con loa này, con loa L9NX nó đẹp dã man luôn anh em nhá. Thùng toàn bộ là phủ sơn cánh dán đấy, ok chưa? Nó cũng sẽ có một vài nước xấu anh em nhá, cũng có một vài vết đấy, nhưng mà không đáng kể trên con loa này. Như mình đánh giá là con loa này là khá là đẹp rồi. Đây. Nhưng mặt bên này thì bên Nhật nó dùng có bị xước anh em nhé. Đây có bị xước đây. Không đáng kể, cặp e căng đẹp anh em nhé. E căng đẹp xuất sắc luôn. Thì cấu hình loa con này sẽ như sau. Con này sẽ được trang bị một con loa bass anh em nhìn này, đường kính là 14 cm luôn anh em nhé. 14 cm. Đấy. Gân dạng gân xếp siêu mỏng anh em nhìn này. Gân này thì biên độ dao động cực kỳ lớn anh em nhé. Biên độ rất lớn luôn. Màng con này sẽ sử dụng màng giấy truyền thống này, bên ngoài mặt là giấy nhá. Bên trong nó sẽ được phủ một lớp như kiểu lớp carbon rất là mỏng thôi ở phía mặt trong. Đấy, khá là hay. Núm con này là núm nhôm anh em nhá. Núm nhôm ở nhôm nguyên khối này anh em nhìn này, núm nhôm nguyên khối. Và màng loa như mình hôm trước vừa giới thiệu anh em con loa bé hơn đấy thì nó biên độ dao động màng loa là nó sẽ chỉ thụt thế này thôi. Núm này cố định anh em nhá. Núm cố định. Bên trên này sẽ là dòng chép đôm mũi đạn anh em ạ. Đôm mũi đạn, dòng đôm mũi đạn 8 feet cao cấp của thằng Onkyo. Đến bây giờ những con loa cao cấp nhất của Onkyo vẫn đang sử dụng cái đôm này anh em nhá. Thụt hơi xẻ rãnh mặt trước và bên trong sẽ là thùng ma trận để cho chất âm bass nó đánh ra rất là đầm tiếng. Ôi chơi anh em. Đấy. Tiếp đến phía sau thì có gì? Phía sau con dàn anh em nhìn nhá. Đấy. Phía sau con dàn tổng thể ok chưa? Công suất dàn sẽ là công suất loa sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm, một cặp thì sẽ là 140 W anh em nhá. Với những con loa trở kháng 4 ohm thì anh em biết rồi, đúng không? Không phải bàn về chất âm. Nó gọi là nghe nhạc quá đỉnh luôn. Thành ra những anh em nào mà hay nghe nhạc ấy, chuyên đi chọn tìm loa 4 ohm để nghe, nhưng mà cũng phải phụ thuộc âm ly phải hỗ trợ 4 ohm nữa anh em nhé. Những âm ly tầm thường thì hỗ trợ 6 ohm thôi. Đấy. Công suất của âm ly sẽ là 60W, điện nguyên bản là 100V. Con này sẽ hỗ trợ một đường súp điện out, tiếp đến là anten FM. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối tất anh em nhé. Đấy. Optical in phục vụ em giải mã 24 bit, và bên trên này thì sẽ là cái dàn các cái cổng kết nối analog vào ra anh em nhé. Bên trong này anh em nhìn này, cái phần tản nhiệt nó cực kỳ gấu luôn anh em ạ, tản nhiệt rất gấu luôn. Anh em về lưu ý một chút là đừng đậy nóng ở đây nhá, tại vì cái phần đánh sò MOSFET nó tỏa nhiệt khá là nhiều khi anh em đánh công suất đánh sò, nên là đừng đậy những cái gì kín vào đây anh em ạ. Có thể anh em đậy vô ý để quyển sách ở đây chẳng hạn thì nó sẽ làm cho cái bộ dàn anh em rất là nóng anh em nhá. Ok, và không tốt cho đồ linh kiện điện tử, nó sẽ không được bền. Đây, tổng thể ok chưa? Hiện tại mã dàn này mình đang để cho anh em với giá là bao nhiêu thì xin thưa với anh em, Onkyo N9NX anh em nhé, đang để cho anh em cả combo này với cái giá là 6.300.000 anh em nhé. 6.300.000 cho Onkyo N9NX. Ôi chơi anh em, mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe chất âm này như thế nào nhé. Play. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà. Ok chưa anh em? Một bộ dàn gọi là hàng VIP của VIP anh em nhé. Mà giá bây giờ thì quá tốt luôn. 6.300.000 cho N9NX thì phải nói quá rẻ anh em ạ. Thường trên thị trường nó sẽ không ngờ ghép được cặp loa chuẩn N9NX như thế này anh em nhé. Ok, tiếp đến đây thì sẽ là mã dàn số 03. Xin thưa với anh em, cũng lâu lắm rồi mới về được một con LOD đẹp như thế này anh em nhé. Con này chính là con LOD M7 anh em ạ.
Thì xin thưa với anh em, con này thì nó chỉ có tên là LOD thôi, chứ còn bản chất của nó thì chính là con Denon anh em nhá. Tại vì LOD nó là một trong số những thương hiệu của thằng Hitachi anh em nhá. Nhưng mà Hitachi thì nó không sản xuất đồ âm thanh nhiều, và nó sẽ nó mua những cái mã sản phẩm của những thằng khác về để nó đóng tên mà nó bán thôi. Thì con này thì cũng là như vậy, thì nó sẽ mua của thằng Denon. Cái này anh em nhìn toàn bộ là nó khá là giống Denon anh em nhá. Thì chức năng của con này thì mình sẽ giới thiệu như sau. Đầu tiên mặt toàn bộ mặt nhôm tất, và nó được thiết kế là rất cứng cáp anh em nhé, rất cứng cáp đẹp đúng không. MD con này đọc ghi cực kỳ ok anh em nhé, đọc ghi tốt. CD con này cũng đọc gọi là cũng rất ok, nhưng mà chỉ đọc đĩa xịn thôi anh em nhé. Em lưu một chút là con CD con này nó chỉ đọc đĩa xịn thôi, còn những cái loại đĩa chép thì nó sẽ hơi vấp anh em nhé, hơi vấp một chút đấy. Nhưng bù lại con này sẽ có giải mã 24 bit chuẩn này đúng không, giải mã cổng quang từ Smart TV xuống cực kỳ ngon. Tiếp đến là FM đủ 108 anh em sẽ dò được full đài Việt Nam. Đấy, FM AM đủ giải anh em dò full tất đài Việt Nam. Kết nối điện thoại máy tính TV thoải mái và sẽ có giải mã qua để anh em có thể giải mã từ Smart TV xuống. Ôi chưa anh em. Công suất thì sẽ đánh 4 con sò MOSFET. Và cái cục này sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25 cm trở về, đánh khá là ok. Và như cái tên của nó anh em nhá. Đây. M7 của thằng Lốt thì con này vẫn sử dụng cái củ loa của thằng Denon ở trên cái cặp loa M7 anh em nhá. Giống y hệt luôn ở trên loa M7 của thằng Denon. Con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 12 cm, gân dòng gân lụa tẩm dầu cực kỳ mềm, núm côn siêu to luôn anh em nhé, núm côn siêu to luôn đấy, và củ từ bên trong rất là gấu đấy. Bên trên này sẽ là con chép đôm anh em nhé, cũng của thằng Denon luôn. Ôi chưa anh em, thùng vách thì khá là đẹp nhá, thùng vách nói chung bộ này đẹp anh em ạ. Bộ này là một trong số những bộ dàn về đẹp xuất sắc luôn, tại vì con này là mình mua đấu giá về đấy, lâu lâu không thấy mã này nên mình mua đấu giá về. Công suất của loa thì sẽ là 50W một chiếc và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Đây, Tokyo Japan Hitachi anh em nhìn này. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối tất. Ok chưa? Đấy. Đẹp nhá, thụt hơi cực to luôn. Con này đánh khá là lực. Công suất con này anh em nhìn này, công suất là 55W, điện nguyên bản là 100V, hỗ trợ kẹp loa trở kháng là từ 6 đến 16 ohm, y thằng Denon luôn. Hỗ trợ món quà tản nhiệt ở đây, các cái đường kết nối line in out đầy đủ anh em nhá. Optical in phục vụ giải mã 24 bit đây. Và bên dưới này là hai cái kẹp anten để phục vụ anh em nghe đài. Ok chưa? Đấy. Và bình thường con này nếu mà CD của nó chạy mượt mà thì nó rơi vào khoảng tầm 2.600.000 đến 2.700.000 anh em nhá. Thì nó không thua gì đến ông hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ con này thì mình để cho anh em giá chỉ có là 2.100.000 anh em nhá. 2.100.000 cho mã LOD M7 có giải mã chuẩn 24 bit. Chất âm thì rất là ok đây. Anh em thấy chất âm nó có đúng chất âm Denon không? Đúng Denon luôn anh em nhé. Giải mít rất dày, bát đánh thì khá là khô tiếng. Đấy, anh em thấy không? Rồi, và giá hiện tại con này là 2.100.000 cho LOD anh em nhé. Và con cuối cùng này anh em này, đây chính là một cái mã gọi là khá là ngon, đến từ Kenwood. Con này chính là Kenwood HD5 anh em nhé, đi kèm cặp loa HD7. Ôi chơi anh em, HD7 là một trong số những cặp loa rất là VIP, có thể xếp cùng chiếu với cả những cái cặp loa đi kèm bộ dàn Kenwood Serica như kiểu là K700,
anh em nhé, K700, K711 thì nó cùng chất với con này, sử dụng chung cặp củ, khác hình thức, một thùng một chút thôi anh em nhé. Thì chi tiết về bộ dàn sẽ như sau. Đây, toàn bộ là mặt nhôm tất anh em nhé. Có những vết xước, anh em nhìn, có những vết xước này. Đấy, có những vết xước đúng không? MD thì đọc cực kỳ ok, đọc ghi tốt anh em nhé. Nhưng mà rất tiếc con này thì CD nó bị kẹt đĩa. Con này chơi CD 3 đĩa vì bị kẹt đĩa rồi anh em nhé. Đấy, nhưng bù lại con này sẽ có giải mã 24 bit chuẩn anh em ạ. Giải mã 24 bit con này thì cực kỳ hay luôn anh em nhé. Giải mã 24 bit ở dòng này nó thuộc cái dòng gọi là series cao cấp rồi. Chất âm ra tiếng cực kỳ trơn anh em nhé, rất mịn tiếng. Đấy, đấy là cái đầu tiên. Con này thì có thể chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt được, ui chưa, bát chép và chế độ super bát chỉnh trực tiếp trên mặt tất anh em nhé. Anh em có thể về tự mày mò giúp mình này. Đây, có lúc này speed này, level AOX này, ba lăng này, tông này, ui chưa, set này. Đấy, tông 1, tông 2, tông 1, set tiếp này, bát này. Đấy, anh em thấy không, set này, chép này, ui chưa. Đấy, complete phát là xong anh em nhé. Có cài đặt rất nhiều chế độ âm thanh ở trong con này. Và con này đánh cực kỳ chất tiếng, rất là hay luôn anh em ạ. Cái độ tiếng ra anh em nhé, nó mình cảm giác là nó cũng hơi nịnh tai một chút. Tại vì cái dàn này qua con này nó đánh nó ra chất tiếng hơi nịnh tai một chút. Mình nhiều lúc mình nghe cảm giác nó lên nó mịn tiếng quá. Nhiều lúc mình cũng thấy nó hơi hư cấu. Nhưng mà nghe mới đầu nghe sẽ rất sướng anh em nhé. Mới đầu nghe con này vào sẽ rất sướng ta. Đấy, đặc thù của con này thôi, như vậy. Đấy, về cơ bản về cục dàn như thế anh em nhé. Tiếp đến cấu hình loa, con này được trang bị con loa bát đường kính là 13 cm anh em này, gân cao su zin toàn bộ anh em nhé, và dòng gân gọi là gân béo rất là sướng. Dòng này đánh bát rất đầm tiếng, màng carbon anh em nhé, màng carbon. Bên trên sẽ là con chép đôm, dòng đôm 8 vít, à dòng đôm này dòng đôm 7 vít anh em nhé, không phải 8 đâu, con này nó 7 thôi. Đấy, 7 vít này. Đấy, cái phần nhôm, cái phần côn trước này, côn của chép thì có phải tháo rời được ra anh em nhé, có thể tháo rời được ra. Và toàn bộ ốc mặt trước anh em nhìn, ốc toàn bộ là ốc 6 cạnh hết anh em nhé, ốc đục giác tất. Thùng loa thì không được đẹp như anh em mình thấy đây, có những vết xấu ở đây đúng không, có những vết xấu. Ok chưa, và con này giá xả luôn cho anh em. Đó, anh em nhìn nhá, cặp loa sẽ là cặp loa HD7, công suất là 60W một chiếc và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 120W với cho anh em. Công suất của cục dàn sẽ là 50W này. Đấy, điện nguyên bản là 100V. Và anh em quay lại cặp loa nhé, anh em nhìn này, cặp loa toàn bộ là đồng nguyên khối tất. Cặp loa này cực kỳ VIP luôn anh em ạ, rất ngon. Đây, cục dàn thì con này sẽ đánh hỗ trợ loa, đánh loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm anh em nhé, 6 đến 16 ohm phun giải trở kháng luôn. Súp điện ao có này, các cái đường kết nối vào ra đầy đủ anh em nhé. Đấy, và tiếp đến đây kẹp antenna FM để phục vụ anh em nghe đài đúng không. Optical in và out để phục vụ anh em giải mã 24 bit chuẩn ở trên con này đều có hết anh em nhé. Và hiện tại mã dàn này mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại Kenwood HD5 đi kèm cặp loa HD7 mình đang để cho anh em giá chỉ có 2.100.000. Ok chưa? Hai con này đều là hai mã hàng xả anh em nhé, đều là hai mã hàng xả. Thế anh em nào mà chơi, muốn chơi những mã có chất âm ngon mà giá rẻ thì đây chính là cái lựa chọn cực kỳ ok của anh em. Rồi ok, mình xin phép được dừng video ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ với gia đình và xin chào anh em.